nền nếp các thứ. Đây là anh tự làm 20 triệu, tức là mỗi khung khoảng 2 triệu. Vừa anh nhập 5 con trâu kia là bao tiền? 5 con đấy 160. 5 con 160, toàn trâu to nhỉ? Thế tức là 10 con là 15 triệu một tháng, tức là 3 tháng là 45 triệu. Xin chào các bác. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh HLT Channel. Trong video ngày hôm nay thì tôi muốn mời các bác qua một trại vừa đầu tư mới để nuôi 10 con trâu vô béo. Thì trong buổi sáng ngày hôm nay thì trại nhà anh cũng đã nhập đó là 5 con trâu từ trại nhà anh Phòng. Sáng nay thì nhà anh Phòng cũng chở 5 con trâu sang cho trại nhà anh rồi. Thì nhiều video lần trước tôi cũng đã chia sẻ về hoạch toán giá thành chi phí để đầu tư nuôi từ 10 đến 20 con trâu bò. Tùy các bác nuôi con trâu to nhỏ thôi. Nếu mà các bác đầu tư chuồng thường thường là mất khoảng từ 20 triệu rồi, tức là 2 triệu một khung đó. Cộng thêm đó là bây giờ mình nhập trâu nữa. Thì nhập trâu thì chia sẻ với bác là bây giờ nó cũng từ 30 đến 40 triệu đồng trên một con. Tùy to hay nhỏ, thậm chí là nếu mà mình nuôi trâu cái thì nó chỉ rơi tầm khoảng 20 đến 30 triệu thôi. Thì tính ra 10 con đã mất khoảng 300 triệu rồi. Cộng thêm nó là bây giờ chi phí thức ăn, giả sử 10 con bây giờ mỗi con 50.000 một ngày. Nếu mình tính chi phí như vậy á, tức là tiền làm chuồng mất khoảng 20 triệu này. Tiền mua trâu thì mất khoảng từ 300 đến 400 triệu này. Và tiếp theo là đối với tiền ăn uống đối với con trâu nữa thì bây giờ tính ra là 10 con thì một tháng mất khoảng 15 triệu nữa. Thì tính ra là nếu mà 3 tháng mình vỗ thì mất khoảng 45 triệu đến 50 triệu. Nhưng cái video lần trước thì tôi cũng tính rồi, nếu mà mình đầu tư một chuồng nuôi 10 con trâu vỗ béo, tất cả hoạch toán chi phí thì mất khoảng từ 350 đến 400 triệu. Thì hôm nay tôi sẽ mời các bác qua đó để xem đó là cái trại này đầu tư thực tế bao nhiêu tiền nhé các bác. Chúng ta cùng đi nào. Ê. Đây là bảo phòng mày cho anh hay bao về anh cho tập cho nó ăn. Còn bã bia thì mới đây là nó mới cho bán đây à? Vâng. Thế cái chuồng này là tổng chi phí mất bao tiền anh? Cái này thì anh tự làm lấy thì nếu mà tính ra thì rơi vào được. Một tức là từ mái, đất từng tầng, cả nền nếp các thứ. Nền nếp các thứ. Đây là anh tự làm 20 triệu, tức là mỗi khung khoảng 2 triệu. Cả tiền máy đánh. À tức là cả san luôn là mất khoảng 20 triệu. Cái này là trên là cao mét bao nhiêu anh? Trên 4 mét. 4 mét, dưới 3 mét rưỡi à? Dưới 3 mét rưỡi. 3 mét rưỡi à? Đúng rồi. Tầm đấy là ok rồi. Ông như này nó sẽ thoáng, chỗ nhà anh thoáng không? Nhờ. Thoáng lắm ăn luôn. Cái máng này là chắc cũng cao hơn mặt nền rơi tầm khoảng 35 phân đấy nhỉ? Tầm đấy đấy. Nó phải cao mặt nền 35 phân đấy. 35, 37 đấy. Cái này là mỗi khung là 1 mét. 1 mét tim. Phòng nó bảo anh làm 90 thôi được, nhưng mà anh làm 1 mét tim. Ông anh cứ làm mét đi. Mét đến mét 1. Bởi vì là sau này nếu mà giả sử mình nuôi trâu to ấy là nó sẽ tốt hơn đấy. Nó nằm nó đỡ bị sát chân. Cái này là từ dưới mặt nền lên cao đây là bao nhiêu ạ? Cái này cột của anh hôm nay là 2, 4, 6, 8, 10, tầm mét 1. Cái này là lên là khoảng bao nhiêu? 5, 8, 60 gì đấy. 2, 4, khoảng 5, khoảng 60 đấy. Anh cũng căn mà anh đo ở bên kia rồi mà. Dạ. Anh đo bên chỗ phòng. Cái lòng máng này lên rơi tầm khoảng 35 phân nhỉ. Từ lòng máng lên chỗ cái bề mặt này là khoảng 35 phân nhỉ. 35. Đáy thì đúng viên gạch 40. Vâng, đúng rồi. Cái này là anh không nằm dốc chứ? Không, anh làm bằng. Cái này nó quét dễ mà, không cần nằm dốc. Bằng này sau này giả sử như anh đóng cái chỗ thì đoàn kia vào làm rồi sau này mình thì cho nước, tôi cho nó uống đúng rồi lại dồn về một chỗ. Đúng rồi, đúng rồi. Cái con thì uống không hết, con thì lại không đủ uống. Dạ dạ. Anh làm bằng. Ở bên dưới này là bao nhiêu? Ở dưới đấy là 1 mét mấy, 1 mét 10 mấy sao? Nó rơi tầm 1 mét thôi, mét trên trên mét 1. Ừ, anh chôn rồi, chôn rồi. Chôn rồi. Mình đổ bê tông. Còn cái chiều dài này là chắc phải 1m2 nhỉ? 1m2.
Chiều dài 1m2 đúng không? À. 1m chiều dài 1m2 ở bên là lòng này là bao nhiêu? Lòng sử dụng anh 38. Chủ vị 4m. À, 38 là cái lòng này luôn. Là sử dụng bên trong ấy, vâng. Trong tường ấy. Vâng. Còn chủ vị là 4m. Làm nó đơn giản thôi, toàn khung sắt bắn lên nhanh anh nhỉ? Ờ. Anh đây có phải thuê người làm không hay như thế nào? Là thợ cơ khí mà. À anh thợ cơ khí à, tự làm hết đấy. Chỉ có mỗi cái tường kia là anh phải thuê thôi. Thuê thợ xây thì nó xây cho thôi. Thế là anh đánh cái này là mất bao tiền rồi? Này anh đánh mất 2 triệu. 2 triệu, thế là còn 18 triệu tất cả xây dựng mọi thứ, đồ kể cả đồ bê tông các thứ này luôn. Đổ tất. À, từ vật liệu mọi thứ đấy. Tất tần mà. À. Vì anh làm lấy thế được nên là nó rẻ được. Dạ. Mấy triệu tiền công. Dạ. Còn nếu mà thuê trắng thì chắc nó phải rơi vào tầm cỡ độ 25 triệu. Đây vẫn thừa giờ thừa sắt này. Ờ anh vẫn thừa. Định làm thêm ra nữa nhưng mà thôi cứ nuôi chục con đã. Thế là bây giờ là tính ra là cái này nó rơi tầm cứ cho là 20 triệu tổng tất cả cái chuồng này đi. Thế bây giờ là vừa anh nhập 5 con trâu kia là bao tiền? 5 con đấy 160. 5 con 160, toàn trâu to nhỉ. 32 triệu một con nhỉ. Đúng rồi, 32 triệu mà. Con to bù, bù con nhỏ, đấy là tính vâng, xô. Vâng, tính xô. Con này là bao nhiêu anh? Con này tầm cỡ độ 3738. 3738 à? Con nó bù con kia thì tính. Còn con thì 30 con. Này to phết này. 28. Con này to phết này. Đấy con đấy, con này là 72 năm. Con này với lại con kia là 72 năm, tức là con to nhất đấy. Con to nhất. Rồi. Còn con này là cũng choi choai thôi. Con này chắc chưa răng nhỉ anh nhỉ? Con này có răng chưa? Chắc mẹ chưa chứ. Có rồi. Có rồi á. Nhưng mà nó trâu kiểu trâu mẹ, trâu đồi ấy. Trâu đồi. Nhìn nó di trâu. À. Thế còn đây còn dưới này còn hai con này. Cái này là anh vỗ, anh dự tính là vỗ bán luôn hay là kiểu mình nuôi nó sẽ thời gian dài? Anh đang dự tính vỗ từ 3 đến 4 tháng là phải xuất rồi, nó đang phụ thuộc vào biên kia. Thế này là tính ra là 160 tức là khoảng 320 triệu đúng không? Là nguyên tiền trâu rồi. Cộng thêm nữa là 20 triệu tiền chuồng nữa là 340 triệu. 340 triệu mà cộng thêm nữa là tiền ăn uống của nó nữa. Bây giờ giả sử như anh vỗ 3 tháng, 10 con bây giờ cứ tính ra là mỗi ngày đó là một con rơi tầm khoảng 50.000 đi. Thì bây giờ là 53, 15, 1 triệu rưỡi một con một tháng. Thế 10 con là 15 triệu một tháng, tức là 3 tháng là 45 triệu. Thế là tính tổng nếu mà mình tổng đầu tư của mình á tầm trên dưới 400. Hai con kia hai trâu được hay trâu gà cái đây anh? Có mỗi một con cái thôi. Còn con kia trâu cái đúng không? Ừ, còn lại toàn bộ trâu được hết. Dạ. Con này là người nó lông trâu như trâu rừng ấy kiểu. Trâu rừng. Không một mùa đông này là con nào con ấy là cũng lông rất là dài. Nhìn mẹ sưng thì to hơn đầu, mắt nó đỏ lư nhìn nó dữ. Vâng đúng rồi. Con này to to là hôm nhìn qua anh xem anh của mẹ được hay là mày húc tao. Nhìn lại mẹ này nhìn nó dữ quá. Châu kiểu châu rừng. Con này mí trên dày phết này. Nhìn nó rất là dữ, mắt nó đỏ ngầu ha. Nhìn cái móng đẹp phết này. Nhưng mà cái con này là con nhỏ, về con này chắc là mình vỗ rồi tầm khoảng 3 tháng là anh bán rồi. 2 tháng rưỡi 3 tháng anh bán rồi, bởi vì những con này là toàn những con trâu béo thôi chứ không phải trâu gầy. Toàn trâu béo thôi. Vâng.
Con này anh vỗ rời tầm tháng là anh nhìn thấy nó lên nhanh lắm. Tháng sau em sẽ quay lại nó lên như thế nào rồi. Này sừng đẹp hết này, ngoan nhỉ. Nhìn thì nó rất dữ nhưng mà sờ được. Vì mắt đỏ. Mắt đỏ ngầu. Mắt đỏ ngầu luôn. Đấy. Bộ sừng dã man. Thế nhà anh là dự tính là trồng bao nhiêu cỏ? Anh quỹ đất của anh đang có tầm độ 5 sào. 5 sào á? 5 sào thì mới trồng 3 sào, còn 2 sào đang chờ giống. Năm sào là thoải mái, anh nuôi chục con rồi. Đây các bác có thể thấy là để đầu tư nuôi 10 con trâu vỗ béo, đối với chuồng quy mô 10 con như thế này thì họ làm mất 20 triệu. Thì tôi thấy cái chuồng này cũng khá là đạt đấy các bác. Thứ nhất là rất là thông thoáng, nó ở trên cao, ở dưới kia là đồng ruộng các thứ. Và sau này thì sẽ trồng cỏ xung quanh đây nữa. Hiện tại thì đối với quy mô chuồng nhà anh thì đã nhập được 7 con trâu rồi. Dưới này có 2 con trâu ngé nữa các bác. Đó. Con trâu ngé này chắc phải rơi tầm khoảng 20 triệu rồi, gần 20 triệu rồi. Nhìn thế thôi nhưng mà cũng khá là to các bác. Đấy các bác có thể thấy là chuồng đơn giản như vậy thôi, chứ không có gì là gọi là cao siêu các bác nhé. Thì chia sẻ lại với các bác là để thì tổng cái chi phí để mình nuôi 10 con trâu vỗ béo này á, thì từ tiền chuồng là 20 triệu, tiền nhập trâu là khoảng 300 triệu và tiền đầu tư để mình nuôi vỗ béo thì nó rơi tầm khoảng 450 triệu nữa. Thì tính ra là nó rơi tầm khoảng 380 triệu để mình nuôi 10 con trâu vỗ béo nha các bác. Thì cái chương trình dinh dưỡng như thế nào thì tôi cũng chia sẻ hết với các bác rồi. Thì các bác có thể tham khảo đối với những cái chuồng nuôi như thế này. Còn cái giá cả thì tôi nghĩ là trong thời điểm này á, mình nhập trâu nó cũng khá là rẻ thôi, nó không có gì là đắt đâu. Và tiếp theo là bây giờ là mình sợ Trung Quốc không nhập, nhưng mà quan trọng đó là 2-3 tháng sau mình đâu biết thị trường của mình như thế nào đâu. Thì chính vì vậy là các bác cứ tự tin mà làm đi, không phải lo lắng cái gì hết. Có chí làm quan, có gan làm giàu mà. Thôi tôi kết thúc video tại đây nha. Chúc các bác một ngày mới tốt lành. Và các bác đừng quên like video và đăng ký kênh để nhận được những video mới nhất từ kênh của tôi nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bác trong các video lần sau. Xin cảm ơn.